Xin chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, ngày 11 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 85 bị cáo vì có những sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đáng chú ý, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay. Hội đồng xét xử đề nghị SCB trong trường hợp xử lý 1.222 tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ. Sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản ứng, thì phần giá trị tài sản còn lại nếu có, cần phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan thì dùng toàn phần còn lại đó đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong vụ án. Ngoài ra hội đồng xét xử tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân tổ chức hoàn trả một khoản tiền tổng trên 12.000 tỷ đồng, tiếp tục kê biên một số bất động sản, cổ phần, sổ tiết kiệm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Ở nội dung này hội đồng xét xử giải thích thêm đối với các tài sản khoản vay mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nghĩa là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Như vậy là do tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan rất nhiều, cùng với nhiều khoản tiền khác bị thu giữ. Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tài sản dùng bồi hoàn cho SCB chỉ nằm trong 1.122 mã tài sản mà bị cáo Lan dùng để thế chấp tại SCB và một số khoản tiền các bị cáo trong vụ án tự nguyện nộp khắc phục cho SCB. Một số tài sản tiền khác sẽ được dùng khắc phục trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư Kết nối, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Lan, điều đầu tiên là phải có bản án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay bản án tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên mới là sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật. Bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên án hoặc 15 ngày kể từ khi nhận được bản án. Với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị, trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên án, trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án. Sau khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án nộp đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền. Số tiền đang tạm giữ cùng với các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật. Theo Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, bản án mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên chưa có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật sau khi bản án có hiệu lực người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án có thể thấy đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nên ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án do đó tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra ra soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án, tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án, thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho thành phố Hồ Chí Minh. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hòa cho biết, đến khi bản án có hiệu lực pháp luật, dù việc thu hồi tài sản có thể kéo dài, nhưng cơ quan thi hành án đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực để tiến hành thu hồi tài sản đối với vụ án để đẩy nhanh việc thi hành án, Cục trưởng Hòa kiến nghị cần có một cơ chế đặc biệt trong việc thu hồi tài sản vụ án. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc tổ chức thi hành án nhanh và tốt hơn, tháng 2 năm 2024, trước khi xét xử sơ thẩm, C03 cũng đã bàn giao toàn bộ vật chứng trong vụ án cho Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Vật chứng là gần 1.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận cổ phần, giấy tờ có giá khác, thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử, các sổ tiết kiệm, điện thoại di động các loại. Theo ông Hòa, thông qua công tác bàn giao vật chứng giữa các bên, trên cơ sở dữ liệu từ C03 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã đối chiếu và lập một file dữ liệu riêng, đồng thời sẽ chuyển thông tin dữ liệu này sang tòa án để tòa đối chiếu trong quá trình xét xử nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất, ông Hòa cho biết thêm, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh sẽ có báo cáo gửi Bộ Tư pháp Tổng cục Thi hành án dân sự thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tổ chức thi hành án, đồng thời báo cáo các khó khăn vướng mắc mà cơ quan thi hành án sẽ gặp phải như con người, kinh phí và cơ chế khi tổ chức thi hành án vụ án trên để đảm bảo việc thi hành án nhanh thuận lợi. Đồng thời quá trình xét xử vụ án Trương Mỹ Lan vạn Thịnh Phát, Cục Thi hành án dân sự nắm bắt các thông tin bản chất vụ việc, nguồn tiền phạm tội, quan điểm vụ án xuyên suốt bám sát phần quyết định về phần dân sự và xử lý vật chứng, từ đó có kế hoạch sẵn sàng, thuận lợi cho cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án ngay khi án có hiệu lực thi hành, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản tối đa. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều quyết định về các giao dịch dân sự của bà Trương Mỹ Lan và các công ty thuộc tập đoàn Văn Thịnh Phát. Theo đó, hàng loạt doanh nghiệp đã phải nộp lại hơn 11.000 tỷ đồng, 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Cụ thể công ty Quốc Cường Gia Lai phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan gần 2.900 tỷ đồng, công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty Phú An bà Phan Thị Phương Thảo phải nộp lại hơn 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SGC. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà bị buộc hoàn trả 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần TNS Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án đối với quan hệ thế chấp bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty âu lạc và công ty hạ long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng scb cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng hội đồng xét xử cho rằng cần tách ra để công ty tuần châu và công ty âu lạc giải quyết với ngân hàng scb và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu Ngoài ra cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác. Đồng thời tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch Đồng Nai, 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hecta thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Với một số cá nhân tổ chức có giao dịch với Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng bất động sản dự án, hội đồng xét xử yêu cầu trả lại số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc nộp tiếp tiền theo giao dịch đã thỏa thuận và được nhận lại cổ phần dự án bất động sản để tiếp tục thực hiện. Hội đồng xét xử sơ thẩm yêu cầu giao lại 143 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chuyển số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Hiện Bộ Công an đang điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bày? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.